Do Trung Quốc đổ xô đi mua iPhone 13 tại trung tâm mua sắm Tây An Lời tiên tri mới nhất của thần đồng Ấn Độ, Trung Quốc chịu đòn Thời đạo Bitcoin của Trung Quốc lo ngại trở thành Jack Ma tiếp theo, cầu cứu sự trợ giúp từ bên ngoài Tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc, việc cắt điện và cắt nước đột ngột sẽ diễn ra thường xuyên Bà Mạnh Văn Châu trở thành nạn nhân trong cuộc đấu đá nội bộ của Đảng Cộng sản Trung Quốc Cái chết đột ngột của Cảnh sát trưởng Công an Phúc Châu là do đâu? Cựu Chủ tịch chi nhánh ngân hàng quốc doanh lớn nhất Trung Quốc bị truy nã Quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục tin tức tiêu điểm trên kênh TCT Và tôi là Đặng Hiểu, sẽ đồng hành cùng quý vị và các bạn trong bản tin ngày hôm nay Dân Trung Quốc đổ xô đi mua iPhone 13 tại trung tâm mua sắm Tây An Đây là video được ghi lại vào ngày 24 tháng 9 Việc khai trương cửa hàng Apple tại trung tâm mua sắm Tây An Cellrise SEG đã gây ra xu hướng mua sắm hoảng loạn Hàng trăm nghìn người tập trung trước cửa hàng với mong muốn có trong tay sản phẩm iPhone đời mới Cư dân mạng sau khi xem xong đã bình luận chẳng vào Trung Quốc vẫn hô hào chống Mỹ. Hô sao các anh không mua Huawei, cửa chết mất. Trước đó, website bán hàng chính hãng của Apple đã rơi vào tình trạng quá tải. Theo truyền thông nhà nước Trung Quốc, lượng đặt hàng của các nền tảng thương mại điện tử trung gian đối với dòng iPhone 13 đã vượt quá 5 triệu chiếc tính đến ngày 17 tháng 9. Lời tiên tri mới nhất của thành đồng Ấn Độ, Trung Quốc chịu đòn Bắt đầu từ năm 2020, thần đồng nhí Ấn Độ Anad đã đưa ra những lời tiên đoán dưới góc độ chiêm tinh học. Nhiều điều trong số đó đã trở thành sự thật khiến dân mạng bất ngờ. Trong video mới nhất được công bố vào ngày 21 tháng 9 vừa qua với tựa đề Sao Mộc sẽ bị các thiên thể va vào trong vài tháng tới, Anad tiết lộ rằng Trung Quốc sẽ bị ảnh hưởng nhiều nhất trong thời gian tới. Dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán có thể bùng phát trở lại, thị trường chứng khoán và nền kinh tế sẽ bị ảnh hưởng, mức độ ảnh hưởng có thể lan đến Ấn Độ về tác động toàn cầu, anad cho rằng hàng loạt các sự kiện chấn động sẽ xảy ra đồng thời sau ngày 10 tháng 12 năm nay và sẽ có những thảm họa toàn cầu gây chấn động thế giới vào tháng 3 và tháng 4 năm sau. Ngày 13 tháng 9 năm 2021 là một ngày quan trọng về mặt chiêm tinh. Một số nhiếp ảnh gia đã chụp được trên máy ảnh một vật thể không xác định, có thể là một thiên thạch nhỏ va chạm trên bề mặt sao Mộc đồng thời với quá trình sa mộc di chuyển sang market khi nhìn từ trái đất. Điều này đặc biệt là điểm báo không lành cho Trung Quốc, vì sa mộc đại diện cho Trung Quốc đối với một khu vực rộng lớn còn tồn tại. Điều này cũng cho thấy rằng bong bóng thị trường chứng khoán ở Ấn Độ sẽ to thêm. Và khi nó nổ, sẽ không chỉ một, mà là nhiều sự kiện tức thời sẽ xảy ra, dẫn đến một trận đại hồng thủy có hệ thống, khiến mọi người giật mình vào tháng 3 và tháng 4 năm 2022. Thợ đạo Bitcoin của Trung Quốc lo ngại trở thành Jack Ma tiếp theo, cầu cứu sự trợ giúp từ bên ngoài. Vào thứ Sáu ngày 24 tháng 9, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc PBOC cùng với các cơ quan quản lý ngân hàng, chứng khoán và ngoại hối đồng loạt ra một tuyên bố chung rằng họ sẽ hợp tác để siết chặt các hoạt động liên quan đến tiền điện tử. Theo đó, PBOC quyết định tất cả các giao dịch liên quan đến tiền số ở Trung Quốc là bất hợp pháp, bao gồm cả các dịch vụ được cung cấp bởi các sàn giao dịch nước ngoài, các tổ chức tài chính, công ty thanh toán và công ty Internet tại Trung Quốc không được tạo điều kiện cho các giao dịch tiền điện tử. Động thái này của chính quyền Trung Quốc rõ ràng đã khuấy động thị trường tiền số. Họ muốn đóng băng tài sản tiền điện tử để người nắm giữ không thể làm gì với tài khoản này. Hiện các nhà đầu tư tiền điện tử ở Trung Quốc, bao gồm cả Hồng Kông, đang sốt ruột tìm cách bảo vệ Bitcoin và các tài sản tiền điện tử khác của họ. Luật sư người Canada David Lesperance từng giúp nhiều khách hàng ra nước ngoài tránh thuế trong bối cảnh cuộc đàn áp tiền ảo gia tăng ở Mỹ, chia sẻ với đài CNBC. Khi tuyên bố trên được đưa ra chưa đầy 2 giờ đồng hồ, tôi đã nhận được hơn chục tin nhắn, email, điện thoại từ những chủ sở hữu tiền ảo tại Trung Quốc. Họ đang tìm cách truy cập và bảo vệ tài sản tiền ảo của mình ở các sàn giao dịch nước ngoài và ví lạnh, thiết bị phần cứng lưu trữ tiền ảo. Họ lo lắng về bản thân vì họ nghi ngờ rằng chính quyền Trung Quốc biết rõ về các giao dịch tiền ảo trước đây của họ và họ không muốn trở thành Jack Ma tiếp theo. Tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc, việc cắt điện và cắt nước đột ngột sẽ diễn ra thường xuyên. Trong một số thông báo được đưa ra vào hôm 26 tháng 9, công ty trách nhiệm hưu hạn nước Tân Bắc, thành phố Cát Lâm đã nêu rõ ràng. Theo yêu cầu của Lưới Điện Nhà nước Trung Quốc, Cục Quản lý Điện lực Đông Bắc và Cục Năng lượng tỉnh Cát Lâm sẽ điều chỉnh mức điện tiêu thụ có trật tự. Tình trạng mất điện đột xuất không theo kế hoạch và thông báo trước sẽ diễn ra thường xuyên và tiếp tục cho đến tháng 3 năm 2022. Thông báo này đã gây ra một cuộc thảo luận sôi nổi trong người dân Trung Quốc, đặc biệt là trong bối cảnh việc cắt điện trên quy mô lớn đã diễn ra trong nhiều tháng qua ở Trung Quốc, tiêu biểu như tỉnh Liêu Ninh, Cát Lâm và nhiều khu vực khác thuộc Đông Bắc Trung Quốc. Trang Apollo Wang dẫn lời bình luận của một cư dân mạng nằm trong khu bị ảnh hưởng cho biết. Những ngày không có điện đối với chúng tôi trước đây là rất lâu rồi. Giờ chúng tôi quen sống với cảnh có điện. Mất điện đột ngột khiến chúng tôi hụt hẫng và cảm thấy tác hại của việc mất điện đột ngột. Bà Mạnh Vãn Châu trở thành nạn nhân trong cuộc đấu đá nội bộ của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Vào ngày 25 tháng 9, Giám đốc Tài chính Mạnh Vãn Châu của tập đoàn Huawei đã được trả tự do và trở về Trung Quốc sau hơn 3 năm bị quản thúc ở Canada. Theo đó, các cơ quan ngôn luận lớn của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tập trung tại điểm đến của bà là sân bay thâm quyến để đưa tin về sự kiện trọng đại này. Và chắc chắn, Mạnh Vãn Châu không thể ngờ rằng bà vừa trở về nước đã trở thành nạn nhân trong cuộc đấu đá nội bộ của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Trong một đoạn video được công bố công khai của CCTV, bà Mạnh đẫm nước mắt, váy đỏ bước xuống thảm đỏ, nhận hoa hồng và đọc một lá thư gửi lời cảm ơn đến ông Tập cận bình. Chủ tịch Tập quan tâm đến sự an toàn của mọi người dân Trung Quốc và ông cũng quan tâm đến trường hợp của tôi. Tôi vô cùng cảm động vì điều này. Bản biểu diễn của bà Mạnh Vãn Châu tưởng trường như hoàn hảo đối với chính quyền Bắc Kinh, duy chỉ có một điểm dở, đó là bà diện một chiếc váy đỏ của thương hiệu Carolina Herrera ở New York. Kênh truyền thông thuộc bè phái ông Giang Trạch Dân và Tăng Khánh Hồng là trang Duoway đã xuất bản một bài viết với tiêu đề Mạnh Vãn Châu trở về Trung Quốc trong chiếc váy đỏ mang thương hiệu Mỹ. Bài báo buộc tội Mạnh Vãn Châu đã cố tình tuyên truyền cho nước Mỹ khi mặc chiếc váy đỏ mang thương hiệu Mỹ. Cái chết đột ngột của cảnh sát trưởng công an Phúc Châu là do đâu? Theo tài khoản WeChat chính thức của Công an Phúc Châu vào lúc 12 giờ 35 phút ngày 25 tháng 9, ông Phan Đông Thăng, Phó thị trưởng thành phố Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến, kiêm giám đốc Sở Công an đã đột tử. Nguyên nhân được công bố là do làm việc quá sức. Cái chết đột ngột của ông Phan khiến dư luận Trung Quốc dấy lên nhiều đồn đoán. Cư dân mạng đại lục có đặt câu hỏi, có quan chức nào làm việc chăm chỉ như vậy không? trong bối cảnh dịch bệnh ở phúc kiến đang diễn biến phức tạp, ông phan đông thăng không phải là người duy nhất ra đi đột ngột. được biết một số lượng cảnh sát trung quốc cũng đã chết đột ngột trong trận dịch, nhưng chính quyền trung quốc không hề công bố nguyên nhân. truyền thông trung quốc cũng được cho là đã che đậy cái chết liên quan đến vaccine. hiện tại tất cả các quy bộ liên quan đến cái chết đột ngột do tiêm vaccine đều đã bị xóa và chỉ một phần nhỏ trong tác dụng phụ của vaccine gây ra có thể được phơi bày. Cựu chủ tịch chi nhánh ngân hàng quốc doanh lớn nhất Trung Quốc bị truy nã. Trang Secret China đưa tin, chi cùng một Viện Kiểm sát Nhân dân Thượng Hải đã quyết định truy nã tội phạm Gu Gu Minh vì tình nghi nhận hối lộ theo quy định của pháp luật. Theo đó, ông Gu Gu Minh từng là chủ tịch kiêm bí thư đảng ủy Ngân hàng Công thương Trung Quốc ICBC, chi nhánh Thượng Hải. Ông ta đã bị truy nã trong bối cảnh tòa án đã kết án tù trung thân và yêu cầu nộp 136 triệu nhân dân tệ. Ngoài việc lợi dụng chức vụ để kiếm lợi ích cá nhân, nhận tiền cũng như nhiều tài sản bất hợp pháp khác, ông Gu Cô Minh còn đích thân kết nạp 32 nữ cấp dưới mà không tuân thủ bất kỳ quy định, quy tắc nào. Theo caixin com Gu Cô Minh đã thú nhận có quan hệ tình cảm với hơn một chục nhân viên nội bộ của ICBC. Thống kê cho thấy, từ đầu năm nay, hơn 30 giám đốc điều hành ngân hàng tại Trung Quốc đã bị điều tra, bao gồm các cán bộ quản lý cấp trung, chủ tịch ngân hàng địa phương và những người đã nghỉ hưu. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương mục tin tức tiêu điểm trên kênh TCT. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên nhấn đăng ký và chuông thông báo để cập nhật tin tức hàng ngày. Còn bây giờ, tôi là Đặng Hiểu. Xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo.